Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Liễu Ngọc TV. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm món cá điêu hồng hấp hành. Ở đây mình đã chuẩn bị con cá điêu hồng 1 kg ha, hành lá, gừng, ớt sừng, hành tím xay, các gia vị thông thường có trong gian bếp của mình nha. Gừng bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Còn hành lá mình sẽ cắt khúc ra nha. Ớt sừng mình sẽ cắt sợi ra nha. Ớt sừng này mình để trang trí thôi. Bây giờ mình sẽ pha một chén nước sốt để mà ướp cá ha. Nửa muỗng cà no, nửa muỗng bột ngọt, một muỗng đường, nửa muỗng tiêu, nước tương một muỗng, dầu hào một muỗng. Mình cho một chút xíu nước lọc vô cho dễ hòa tan ha, chứ đừng có cho nhiều quá nó sẽ bị lạc ha. Mình khuấy đều ra cho các cái gia vị nó tan ra hết. Đánh tan gia vị ra xong mình sẽ cho một chút gừng xay vô. Đây là hành tím mình cũng cho vô chén nước sốt luôn nha, để khử cái mùi tanh của cá. Bây giờ là tới công đoạn mình ướp cá. Cái chén nước sốt khi nãy nè, mình lấy một nửa mình rưới lên mặt này nha, còn nửa còn lại mình rưới mặt bên kia. Mình massage cá cho đều nha, rồi mình sẽ ướp trong vòng 15 phút để cho cá nó được nắm các gia vị nha. Mình cũng khoa luôn ở trong bụng cho nó thấm gia vị luôn nha. Sau 15 phút thì bây giờ mình sẽ lót gừng ở dưới cái dĩa này nha. Gốc hành mình cũng để vào bụng của cá luôn để cho nó thơm nha. Gừng nữa nha. Sau 15 phút thì mình dở cá ra, mình sẽ rải hành lên trên nha. Đây là hành phi mình sẽ rải lên trên cho nó thơm nha, cho món ăn mình thêm hấp dẫn nha. Rồi mình đậy nắp lại khoảng 2 phút là mình tắt bếp được rồi, cho ra dĩa luôn. Món cá hấp của mình bây giờ đã hoàn thành rồi nha. Giờ trong màu sắc rất là đẹp luôn. Mình có cho thêm một chút hành phi để cho món ăn thêm thơm ngon và hấp dẫn nha. Ăn cùng là một dĩa rau sống, bánh tráng, bún để mình cuốn và chấm nước mắm ha. Rất là tuyệt vời và ngon lắm nha. Món cá ăn rất tốt cho sức khỏe và cũng không sợ tăng cân ha. Món cá điêu hồng hấp hành của mình đã hoàn thành rồi. Nếu các bạn yêu thích video, hãy tặng cho mình một like, một lượt chia sẻ. Mến chào các bạn.